Hiện tại chúng ta đang đi trên đường Hoàng Diệu. Đường Hoàng Diệu nằm trên địa bàn phường 10, quận Phú Nhuận, khởi đầu từ đường Đặng Văn Ngữ đến đường Trung Quốc dung dài 300m, độ giới 16m. Theo như nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư thì con đường này vào thời kỳ Pháp thuộc là con đường đi vào trong xóm. Ngày 19 tháng 10 năm 1955, chính quyền Sài Gòn đặt tên đường là Hoàng Diệu và tên đường được giữ nguyên cho đến ngày nay. Hoàng Diệu là một chí sĩ yêu nước, tự quan viền, hiệu tỉnh trai, quê làng Xuân Đài, huyện Diên Phước, tỉnh Quảng Nam nay thuộc huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trước vốn tên Hoàng Kim Tích, sau mới đổi là Hoàng Diệu. Ông sinh ngày 10 tháng 2 năm Mậu Tý 1828, đỗ cử nhân khoa Mậu Thân 1848 và phó bản khoa Quý Sửu 1853, lúc 25 tuổi. Sơ bổ tri huyện Tuy Phước, Bình Định.